Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với ngữ pháp Trung cấp quyển số 4. Bài số 7 ngày hôm nay thì gồm 3 ngữ pháp. Và ngữ pháp đầu tiên, chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu cấu trúc 얼마나 gắn với động từ hoặc là tính từ, gắn với 는 hoặc là 은 hoặc là 니엔지 mang nghĩa là chẳng biết, bao nhiêu, tức là cái cấu trúc này dùng để diễn tả mức độ. Ví dụ bạn muốn nói rằng cái món ăn này nhiều ngon biết bao khiến tôi rất là thích thú, hoặc là tôi đã ăn nhiều biết bao nhiêu nên là tôi đã tăng cân, hoặc là cô ấy đẹp biết bao khiến tôi phải rung động, vân vân. Tức là các bạn sẽ có cái cấu trúc dùng để diễn tả mức độ. Và chúng ta có cái bài số 7 này gồm 3 ngữ pháp. Ngữ pháp số 2, số 3 thì các bạn đón xem ở video sau nhé. Quay trở lại với ngữ pháp ngày hôm nay, các bạn có 얼마나, nó sẽ đứng đằng trước của động từ hoặc là tính từ, và 은 hoặc là 는 hoặc là 니엔지 thì nó được đứng đằng sau của động từ tính từ, dùng để nhấn mạnh mức độ. Và khi dịch ra tiếng Việt thì các bạn có thể dịch là chẳng biết bao nhiêu hoặc là biết bao nhiêu, vân vân, tùy thuộc vào ngữ cảnh mà các bạn dịch. Về cách kết hợp, và lưu ý một chút rằng 얼마나 các bạn có thể thay bằng 어찌나, 어찌나 mà nghĩa là biết bao nhiêu hoặc là biết bao. Và các bạn sẽ có tính từ gắn với 은 hoặc là 니은. 은 thì nó phụ thuộc vào cái tính từ đó kết thúc bằng phụ âm, còn 니은 thì cái tính từ đó kết thúc bằng một nguyên âm. Đối với động từ thì các bạn sẽ gắn với 는. Và cái trường hợp 있다, những cái từ mà có gốc là 있다 hoặc là 없다 thì các bạn cũng gắn với 는. Các bạn lưu ý nhé, như vậy động từ hoặc là những cái từ có đuôi là 있다, 없다 thì các bạn gắn với 는, tính từ thì gắn với 은 hoặc là 니은. Như vậy các bạn có thể dùng là 얼마나 kết hợp với động từ tính từ, hoặc là 어찌나 kết hợp với động từ tính từ, và theo sau là 는 hoặc là 은 hoặc là 니은지. Bây giờ chúng ta sẽ có nhé những cái ví dụ trong sách giáo trình. 명절 음식을 얼마나 많이 먹었는지 살이 2kg이나 쪘어요. Có nghĩa là ăn đồ lễ Tết nhiều biết bao nhiêu nên đã tăng 2kg rồi. Tức là nó diễn tả cái số lượng, cái mức độ nhiều. Các bạn có 명절 음식을 얼마나 많이 먹었는지 살이 2kg이나 쪘어요. 명절 음식 có nghĩa là cái đồ ăn lễ Tết, cái món ăn ngày lễ Tết ấy. 명절 có nghĩa là lễ Tết mà. 음식 là món ăn, đồ ăn. 많이 먹었다 mà nghĩa là đã ăn nhiều. 산, 살, các bạn có từ 살 có nghĩa là cái cân nặng ấy. 2kg có nghĩa là 2 cân. 이나 mà nghĩa là những, đã tăng, những hoặc là đã tăng tận 2kg rồi. 쪘어요. 살이 쪘어요 mà nghĩa là đã tăng cân. Cụ thể là 2kg이나, cụ thể là những 2 cân hoặc là tận 2 cân, tới 2 cân. Như vậy các bạn thấy rằng nhiều biết bao nhiêu thì các bạn có cái động từ đầu tiên là động từ 먹다. 먹다 mà nghĩa là ăn. Thế thì các bạn sẽ có đã ăn sẽ là 먹었다 mà nghĩa là đã ăn. Thế thì các bạn sẽ có đây là động từ của nó. Và khi mà các bạn muốn diễn tả cái mức độ là ăn nhiều chẳng biết bao nhiêu hoặc là ăn rất rất là nhiều rồi thì các bạn sẽ có 얼마나, nó đứng đằng trước của động từ. Và cụ thể trong trường hợp này thì động từ ở thì quá khứ nên các bạn sẽ có là 먹었다, bỏ tà đi và gắn 는지 sau gốc của động từ. 얼마나 많이 먹었는지 살이 2kg이나 쪘어요. Tiếp theo các bạn sẽ có là gì nhỉ? 영화가 얼마나 지루한지 보다가 중간에 나왔어요. 영화가 얼마나 지루한지 보다가 중간에 나왔어요. Có nghĩa là bộ phim ý, chán biết bao nhiêu hoặc là bộ phim chán biết bao nên là đang xem nửa chừng thì đi ra ngoài. Tức là nó diễn tả cái mức độ chán biết bao nhiêu hoặc là chán ơi là chán ấy. Các bạn có 영화 bộ phim này, 지루하다 tính từ nhá, 지루하다 là chán. 얼마나 có nghĩa là các bạn sẽ có đây 지루하다 là chán. Thế thì các bạn sẽ có tính từ nó kết thúc bằng một nguyên âm, 하다, 지루하다, nên là các bạn sẽ gắn 니은 đằng 니은지 sau gốc của tính từ. Như vậy các bạn sẽ có là 얼마나 지루한지
bu tả gác gọi có ở đây là gì nhỉ? Bu trong từ mô tả là xem, bu tả gác có nghĩa là gì nhỉ? Đang xem thì, tức là các bạn diễn có cái cấu trúc này, tả gác gắn sau động từ nó diễn tả cái cấu trúc, cái ý nghĩa là một hành động đang thực hiện thì một hành động khác xen vào, tức là đang xem thì nào sao đã đi ra ngoài, trưng cản có nghĩa là giữa chừng, trưng cản nè mang nghĩa là gì nhỉ? Vào nửa chừng, vào giữa chừng, tức là gì nhỉ? Bộ phim chán biết bao nên là đang xem thì bù tà cá trưng khá nét, đang xem thì giữa chừng náo á sỏi đã đi ra ngoài. Các bạn có ermana đứng đằng trước của tính từ này, tính từ là chiru ha tà này và các bạn sẽ gắn với niên gì ermana chiru hành gì dòng hoa ca ermana chiru hành gì bù tà cá trưng khá nét náo sỏi. Tiếp theo, 친구네 신혼집이 얼마나 큰지 입이 딱 벌어졌어요. 친구네 신혼집이 얼마나 큰지 입이 딱 벌어졌어요. Ngôi nhà tân hôn lớn biết bao khiến tôi há hốc mồm. Tức là các bạn sẽ có đây nhỉ? Là ngôi nhà tân hôn ấy của cái người bạn, 친구네 của cái người bạn ấy lớn biết bao khiến tôi há hốc mồm. Shinhonjip có nghĩa là cái ngôi nhà tân hôn. Ermana khunji ip có nghĩa là cái miệng đấy. Tắc có nghĩa là hốc hoặc là hoác ra, tức là diễn tả cái sự há hốc mồm ấy. Porochita là gốc của nó, mang nghĩa là gì nhỉ? Há hoặc là mở hoặc là tách ra. Các bạn có ở đây. Shinhonjip khuda có nghĩa là cái ngôi nhà tân hôn lớn to. Còn tắc mang nghĩa là hốc hoặc là hoác. Và ibi porojida mà nghĩa là há miệng. Thế thì các bạn sẽ có đây là gì nhỉ? Ngôi nhà tân hôn lớn biết bao nhiêu thì các bạn sẽ có diễn tả cái mức độ lớn thì các bạn sẽ có khư tả là tính từ. Các bạn sẽ có ermana đứng đằng trước của khư tả. Các bạn sẽ biến đổi tiếp đó là thêm niên sau gốc của tính từ. 친구네 신혼집이 얼마나 큰지 입이 딱 벌어졌어요. Ngôi nhà tân hôn của cái người bạn ấy lớn biết bao hoặc là lớn biết bao nhiêu khiến tôi há hốc mồm. Các bạn có ermana gắn với khư gắn với niên gì? Các bạn hiểu chưa? Động từ hay là tính từ thì các bạn cần phải chú ý xác định được cái từ loại. Đối với tính từ kết thúc bằng nguyên âm như từ khư tả thì các bạn sẽ gắn với niên gì? Tiếp theo một cái hội thoại các bạn theo dõi. 고향에 잘 다녀왔어요? 고향에 잘 다녀왔어요? Cậu về quê vui không? Hay là cậu đã về quê lên rồi à? 고속도로에 차가 얼마나 많은지 갈때 너무 오래 걸렸어요. 고속도로에 차가 얼마나 많은지 갈때 너무 오래 걸렸어요. 너무 오래 걸렸어요. 막 nghĩa là đã mất quá nhiều thời gian. Khăn tè là khi mà đi ấy thì cố xúc tô rô ấy có nghĩa là gì nhỉ? Trên cái đường cao tốc thì cha có nghĩa là cái xe cộ ấy. Măn thả có nghĩa là nhiều, cha ca măn thả mà có nghĩa là nhiều xe. Thế thì nhiều xe biết bao thì các bạn cần xác định được ở đây. Tính từ là tính từ măn thả, cha ca măn thả có nghĩa là nhiều xe. Các bạn sẽ có ermana đứng đằng trước của măn thả. Bỏ tà đi và gắn ưng chi bởi vì đây là một tính từ kết thúc bằng một phụ âm nên các bạn sẽ gắn với ưng chi mà nưng chi gắn tế 너무 오래 걸렸어요. 고향에 잘 다녀왔어요? Cậu về quê vui không? 고속도로에 차가 얼마나 많은지 갈때 너무 오래 걸렸어요. Trên đường cao tốc ấy, nhiều xe biết bao khiến khi đi mất rất nhiều thời gian. Cố xúc tô rô ấy, trên đường cao tốc này, cha gá, ermana manenji, nhiều xe biết bao, nên là gan tệ, khi mà tới đi thì nó quá ure là lâu, quá lâu, khó lết đã mất quá lâu hoặc là đã mất quá nhiều thời gian. Tiếp theo một cái hội thoại nữa. 집에 있는데 왜또 샀어요? 집에 있는데 왜또 샀어요? 그러니까 ở nhà có rồi sao lại mua nữa? 점원이
참원이 얼마나 말을 잘 하는지 사지 않을 수 없었어요. 참원이 얼마나 말을 잘 하는지 사지 않을 수 없었어요. Có nghĩa là nhân viên nói hay biết bao khiến tôi không thể không mua. Các bạn sẽ có 집에 있다 có nghĩa là có ở nhà, 근데 mà nghĩa là mà hoặc là nhưng mà, tức là ở nhà có rồi mà. 왜 tại sao tô mà nghĩa là lại lần nữa, 샀어요 tại sao lại mua nữa. 점원 có nghĩa là cái nhân viên bán hàng, nhân viên cửa hàng. 말을 잘하다, 말을 잘하다 mà nghĩa là nói hay, nói tốt, nói giỏi. 사다 là mua, các bạn có 사지 않다 mà nghĩa là không mua. Thế thì cái cấu trúc phủ định của phủ định ý, thì bạn sẽ có gắn với 을 수 없었어요 mà nghĩa là đã không thể, tức là gì nhỉ? 사지 않을 수 없었어요 có nghĩa là đã không thể không mua. Tức là cái người nhân viên này nói hay biết bao khiến tôi không thể không mua. Như vậy cái lý do mà lại mua nữa đó là vì nhân viên nói hay quá. Các bạn có 말을 잘하다 là nói hay, nói giỏi. Thế thì nói hay biết bao, nói giỏi biết bao thì các bạn cần xác định được đây là động từ gốc của nó, 하다. Thì các bạn sẽ có 얼마나. 얼마나 đứng đằng trước của cái cụm 말을 잘하다. Và đây là một động từ kết thúc bằng một động từ thì các bạn không cần quan tâm là kết thúc bằng phụ âm hay nguyên âm. Các bạn gắn với 는지. 말을 잘 하는지 사지 않을 수 없었어요. Như vậy các bạn sẽ gắn với 는지 sau gốc của 하다. 집에 있는데 phát âm là thành 있는데. 집에 있는데 왜 또 샀어요? 점원이 얼마나 말을 잘 하는지 사지 않을 수 없었어요. Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi vào tìm hiểu cái cấu trúc để diễn tả cái mức độ biết bao nhiêu, nói hay biết bao nhiêu, hoặc là đẹp biết bao nhiêu, hoặc là ăn nhiều biết bao nhiêu, vân vân. Thế thì tùy thuộc vào cái từ loại động từ hay tính từ mà các bạn lưu ý lựa chọn với 니은 hoặc là 은 hoặc là 는 cho chính xác nhé. Bài học của chúng ta thì kết thúc tại đây. Hy vọng rằng các bạn sẽ ghi nhớ và vận dụng thật là thành thạo cái cấu trúc này. Trong sách thì có rất là nhiều cái phần luyện tập để các bạn có thể củng cố thêm. Thế thì các bạn hãy làm các bài tập ở trong đó nhé. Và đừng quên lấy nhiều những cái ví dụ khác liên quan đến cái cấu trúc này và các bạn để lại phần bình luận ở dưới video này nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 다음에 또 만나요.